Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video series 360 do Canon Việt Nam phối hợp cùng với Móc Nguyễn thực hiện. Và hôm nay mình quay trở lại và mang tới cho các bạn một số những cái mẹo tùy chỉnh máy để mà quá trình làm việc trở nên tối ưu hơn, đặc biệt là trên dòng EOS R. Đầu tiên thì nút quan trọng nhất mà tất cả chúng ta đều sử dụng đó chính là nút quay phim. Cái vị trí thiết kế nút quay phim này á, theo mình thì nó vẫn chưa thực sự hợp lý lắm. Và do đó cho nên là mình thường sẽ đổi cái nút chụp thành nút quay. Thì cái thao tác khi chúng ta cầm nắm như thế này nó cũng khá là thuận tiện. Và thao tác thì chúng ta cũng như là chúng ta chụp ảnh thôi. Chúng ta chỉ cần nhấn vào là sẽ thành quay. Và nhấn một cái nữa thì nó sẽ tắt. Để tùy chỉnh thì các bạn vào phần sau đây. Các bạn vào setting chọn cái phần full press button trở thành nút quay phim start stop recording. Cái tiếp theo mình muốn nói đó chính là một trong những cái đặc biệt chỉ có trên dòng EOS R, đó chính là thanh touch bar. Khi thanh touch bar này mới vừa ra mắt thì nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều, có người thích có người không. Riêng cá nhân mình thì đặc biệt cực kỳ thích cái thanh touch bar này. Một trong những cái ưu điểm của thanh touch bar đó là khả năng truy cập vào những cái thông số máy và chỉnh thật nhanh. Đối với mình thì yếu tố thời gian là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong công việc quay phim của mình. Bởi vì mình thường hay quay khoảnh khắc phóng sự nhiều, do đó cho nên là có những thứ nó xảy ra rất nhanh. Do vậy cho nên là những cái thao tác mà thay đổi thông số máy cần phải được nhanh và chính xác. Thì mình sẽ nói sơ qua một số những cái trường hợp mà mình ứng dụng cái thanh touch bar này để cho mọi người có cái nhìn rõ hơn. Giả sử như mình có thể điều khiển thanh touch bar này để điều khiển qua ba lăng, để điều khiển ISO, có thể điều khiển được mức độ âm lượng và có thể điều khiển được rất nhiều những thứ khác nữa. Mình sẽ đề cập tới ba trường hợp mà mình hay sử dụng. Giả sử như mình đang quay trong một cái điều kiện mà qua ba lăng giữa bên trong và bên ngoài các bối cảnh có sự thay đổi và mình muốn đổi qua ba lăng thật nhanh thì mình sẽ vào trong thanh touch bar này để mình chuyển sang chế độ điều khiển qua ba lăng. Thì mình chỉ cần vuốt tay qua trái hoặc phải thì các giá trị qua ba lăng sẽ thay đổi, tăng hoặc giảm. Đây là một thao tác rất nhanh và thuận tiện giúp cho mình thay đổi được cái giá trị qua ba lăng một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì các bạn còn có thể tùy chọn để thay đổi các giá trị qua ba lăng theo những preset có sẵn, bằng cách là chúng ta có thể tùy chọn các cái preset có sẵn cũng bằng cách là vuốt bên trái hoặc là vuốt bên phải. Theo mình thì đây là một trong những cách rất tiện khi chúng ta thực hiện công việc quay phim. Mình thường hay phải di chuyển giữa các cái bối cảnh có cái chỉ số qua ba lăng trên nhau khá nhiều, do đó cho nên là mình cần một cái nút có thể truy cập vào cái thông số qua ba lăng và tinh chỉnh thật là nhanh. Thì cái thanh touch bar này nó giúp mình rất là nhiều. Một trường hợp khác, mình quay phim trong điều kiện mà độ sáng giữa các bối cảnh nó có sự chênh lệch nhau thì mình lại tùy chỉnh cái touch bar này sang điều khiển ISO. Thì khi chúng ta vào đây chúng ta thay đổi giá trị qua ISO thì mình vẫn dùng một cái thao tác rất là nhanh, đó chính là vuốt sang trái hoặc là vuốt sang phải để tăng hoặc giảm ISO. Trường hợp khác, mình hay đi quay vlog thì cái nguồn âm thanh, cái độ lớn nó khác nhau, do đó cho nên là mình sẽ tùy chỉnh thanh touch bar này sang điều khiển âm lượng và chúng ta chỉ cần vuốt qua trái hoặc qua phải để tăng hoặc giảm cái âm lượng cần thiết cho cái quá trình quay phim. Ngoài ra thì còn rất rất nhiều những cái cách khác để chúng ta tùy chỉnh lại cái thanh touch bar này theo nhu cầu của mỗi người. Tuy nhiên thì mình mới giới thiệu cho các bạn ba trường hợp và mình nghĩ là các bạn nên dành thời gian để mà nghiên cứu thêm, nó khá là thú vị. Một trong những cái tùy chỉnh tiếp theo mà mình hay sử dụng đó chính là mình sẽ đổi cái nút tắt mở chế độ autofocus vào cái phím AF on. Lý do vì sao? Bởi vì nó khá là thuận tiện trong cái vị trí tay của mình. Không phải lúc nào mình cũng cần autofocus, có những lúc thì mình cần khóa lại để mình chỉnh tay, có những lúc thì mình lại cần autofocus. Do đó cho nên là mình set cái nút này ở ngay cái vị trí thuận tiện nhất để mà mình tắt hoặc là mở cái tính năng đó. Một trong những tính năng khá hay của EOS R mà mình thấy là phục vụ tốt cho những người quay phim đó chính là tính năng Picking và tính năng Focus Guide. Cả hai chức năng này đều có chung một nhiệm vụ, đó là cho chúng ta biết là cái khoảng cách cũng như là cái focus của chúng ta nó đang ở đâu. Với Picking thì chúng ta nhìn thấy cái vùng nào nét nó trực quan hơn bằng cách là nó sẽ xuất hiện những cái chấm màu đỏ để chúng ta nhìn thấy được là cái phần đó là chúng ta nó đang ở trong cái vùng focus. Đối với Focus Guide, đây là một trong những cái mà mình nghĩ rằng là đặc trưng của Canon và rất hay, mình rất thích.
bởi vì nó được nằm trên những cái phân khúc cao cấp như là C200 và đã được mang xuống USR. Thì Focus Guide này nó sẽ có một cái ô hình chữ nhật và ba cái tam giác để giúp cho chúng ta biết được cái khoảng cách focus của chúng ta tới vật thể đó nó đang ở đâu, đang ở tiền cảnh hay là nó đang ở hậu cảnh, hoặc là cái khoảng cách focus nó đã gần tới vật thể chưa, thì nó sẽ đều hiển thị rõ ràng trên cái ô Focus Guide này. Đây là một cái rất hay mà mình rất thích, tức là chúng ta biết được một cách cụ thể là cái khoảng cách focus của chúng ta là đang ở trước hoặc là sau vật thể, hoặc là nó đã gần tới vật thể hay chưa. Và mình nghĩ là các bạn sẽ trải nghiệm và các bạn sẽ cực kỳ thích thú với cái tính năng Focus Guide này của ESR. Đây là một trong những tính năng mà khi quay phim mình luôn luôn bật lên để đảm bảo những khung hình của mình là luôn luôn được focus một cách rất là chính xác. Và một trong những tính năng tiếp theo mà mình cũng muốn đề cập đó chính là khả năng chống rung trên body. Thì đối với những cái trường hợp mà mình phải dùng handheld, phải quay bằng tay như thế này thì mình luôn luôn bật tính năng chống rung lên thì khung hình sẽ bị crop lại một chút xíu. Tuy nhiên là cái chức năng chống rung này nó sẽ giúp chúng ta đỡ phải có những cái sụt bị rung quá trông không có chuyên nghiệp, cũng như là nó sẽ tiết kiệm cái thời gian hậu kỳ. Thay vì chúng ta phải chống rung trên hậu kỳ thì chúng ta có thể bật chống rung trên body. Nó sẽ giúp cho những cái sụt của chúng ta nó trở nên vững hơn, chuyên nghiệp hơn. Và đó cũng là một trong những tính năng của ESR mà mình thường hay sử dụng trong quá trình quay phim. Và đó là những cái mẹo khi sử dụng ESR mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay. Các bạn thích nhất cái mẹo nào thì hãy comment cho mình biết nha. Ngoài ra thì các bạn có những cái thắc mắc hoặc câu hỏi nào trong cái phần mà set máy, đặc biệt là dòng USR, thì cứ comment và gửi inbox về hòm thư. Mình sẽ giải đáp cho các bạn ở số lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.